Thưa quý vị và các bạn, theo văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, lũy kế đến nay, khu vực miền núi của tỉnh có 68 xã, 691 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã và 58 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tính bình quân, khu vực miền núi đạt 13,83 tiêu chí nông thôn mới một xã, Tuy nhiên so với khu vực đồng bằng, kết quả số xã đạt chuẩn nông thôn mới của khu vực 11 huyện miền núi còn thấp, mới đạt 41,7% so với 98% khu vực đồng bằng. Theo kế hoạch của tỉnh giao 11 huyện miền núi tại quyết định số 1068 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân, các địa phương phải nỗ lực phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.